các bạn đã đến với video tiếp theo này của mình nhá. Thì các bạn ơi, mình đang đi dạo ở cái con đường bờ biển này, đang đi dạo hóng gió. Thì mình đi qua đây thì mình thấy có một cái mớ gọi là mớ rác tại Đài Loan đi, thì người ta vứt ra phí quá, thì mình quay video lại cho các bạn xem nhá. Thì mình cứ chiều tối là dạo này công ty không có việc, thì mình chiều tối là mình đi dạo ở bờ biển này cho nó mát. Mà thì mình đi đến cái đoạn này thì hôm qua mình cũng đi nhưng mà mình không thấy, thì hôm nay lại thấy rồi này các bạn. Hôm nay thì lại thấy, thì mình quay lại cho các bạn xem đây, ngay đằng trước mặt mình thôi. Đây là cái con xe huyền thoại của mình nhá. Đây là cái con xe mà mình vẫn đi dạo này. Cứ chiều tối là mình đi dạo bằng con xe này. Và cái điều mà mình muốn nói hôm nay này các bạn, đây các bạn thấy không, ở đây là có rất nhiều bàn phím này các bạn. Người ta vứt đi, hôm qua thì mình đi qua cái đoạn đường này thôi nhưng mà mình không thấy. Đây các bạn, đây có 1 2 3 4 4 bộ bàn phím nhá, với cả hai con chuột này các bạn. 4 bộ bàn phím, bên cạnh là một cái bao rác, bao gọi là như kiểu là đồ đạc ấy, mấy cái đồ mà đựng đồ hộp nhất rồi đựng thiết bị điện tử ấy, nhưng mà mình không mở ra, mình sợ ở bên trong có cái gì. Thì mình thấy có bốn cái bàn phím này, mình quay lại cho các bạn xem này. Đấy, người đài mình thấy phí quá, mình thấy người đài người ta thật là hoang phí, nên hoang phí quá thì mình quay lại cho các bạn xem này. Cái bàn phím hát còn rất ngon nhá, đây 4 cái liền đấy, một nó vất chồng đống ra đây thế này. Này bàn phím này hát rất ngon nhá, thì hát còn rất nảy nhá. Mình ấn đây là các bạn có thể thấy chữ tiếng đài này, chữ tiếng Trung này, đấy các bạn thấy không, nó vẫn có chữ ấy nhá, vẫn có chữ tiếng Anh này, nhưng mà bên cạnh là chữ tiếng Trung này các bạn, đấy tiếng Trung tiếng đài gì đó này các bạn. Có rất nhiều bàn phím hãng còn rất là lẫy nhá, đấy, phá phí luôn. Ở trong đây, ở đây là có 4 cái liền này đấy. Nhìn hãng rất là đẹp, hãng rất là mới nhá các bạn, mà người ta vắt đi cái này. Hãng là lấy không có vấn đề gì này, vẫn nảy ngon luôn. Bàn phím đánh vẫn nảy tưng tưng này. Đấy. Nhìn hãng tương đối là rất là ngon nhá các bạn. 4 bàn phím liền. Ở trong cái túi đồ đen kia, mình chắc mình nghĩ thì trong đấy kiểu gì cũng có đồ. Nhưng mà thôi mình không bóc ra đâu, nhìn nó ghê ghê sợ. Đây các bạn thấy phí không, 4 cái liền đấy. Rất là phí nha. Đây 4 cái bàn phím máy tính này, cái này phí không, hãng mới thế này, hãng rất là mới nhá các bạn, hãng mới này, chữ chưa mờ một chút nào luôn, mới bóng luôn. Cái này chắc người ta mới vứt thôi. Này 4 cái liền này. Đấy các bạn thấy không? Đấy 4 cái. Cảm thấy con chuột này. Đây con chuột này màu xanh này các bạn. Ui giời, hát nảy lắm nhá các bạn, nghe thấy không? Đấy để mình dí sát vào chỗ này nhá. Đấy các bạn nghe thấy không? Đấy hát rất là lảy nhá, chuột hát tương đối là ngoan này. Thấy không? Đây con chuột nữa này. Phí quá. Cái này khả năng ở Việt Nam thì mình lựa về mình dùng được này. Cái này chuột hãng còn rất là nhạy nhá, ấn hãng còn rất là lẫy. Phí hoài quá. Mình thấy ở Đài Loan này có rất nhiều đồ như người ta vứt đi như thế này. Đấy. Đây, nhiều bạn thì gọi là nhiều bạn thì thắc mắc tò mò hỏi tại sao mà này người ta cứ vứt ra mấy cái bờ biển ấy bày bừa hết ra đấy à. Nhưng mà mình cũng mới đầu mình tò mò tại sao người ta vứt ra thế, nhưng mà có một cái người gọi là người Đài Loan ấy, người ta vô gia cư ấy, thì mình cũng thấy người ta đi nhặt chai nọ rồi nhặt những cái thứ mà bán được ấy, ví dụ như bàn phím này thì cũng bán được ấy các bạn. Bàn phím này thì cũng bán được, thì mình thấy người vô gia cư đấy, người ta chạy cái xe máy cả tàn đi, người ta nhặt một ngày người ta nhặt được nhiều lắm, người ta nhặt những cái đấy.
với cả người ta đi đây, mình đang đi ở phía này là bờ biển đấy, giờ thủy triều nó xuống nó đang nhô cái bãi này ra này. Cái bãi này có rất nhiều cua nhá các bạn. Này, trước mặt mình thì mình quay sang trước cho các bạn xem. Đó. Các bạn có thể thấy ở đây là thủy triều đang xuống này, dưới này rất là nhiều cua nào, mình sẽ làm một cái video đi bắt cua cho các bạn xem nhá. Thì đang nói đến người vô gia cư đấy thì người ta đi nhặt những cái đồ mà bán được vùng quanh bờ biển này các bạn, mấy cả người ta đi xuống này, cái chỗ viền này. Đấy, cái viền này có rất nhiều các chai nội nhựa nhá các bạn. Mặc dù người Đài Loan người ta gọi là nước Đài Loan tương đối giàu, Đài Loan Trung Quốc tương đối giàu, nhưng mà cái ý thức người ta vứt xả thải chai nhựa ra bên ngoài rất nhiều. Ra bờ đây, dọc cái bờ biển này rất là nhiều. Thì mình sẽ hôm nào mình sẽ quay cái video mà đi nhặt chai nhựa để bán cho các bạn xem. Thì nhặt cái đấy bán tương đối là rất là nhiều tiền đấy các bạn. Đấy, dọc cái bờ này rất là mình. Đấy, các bạn thấy cảnh đẹp không? Đấy thì các bạn, thì mình thì hôm nào mình cũng đi dạo như thế này đấy. Đi dạo bằng cái xe đạp điện của mình chứ không phải là mình đi bộ, mình đi dạo một tí rồi về chơi điện thoại rồi đi ngủ, về nghịch điện thoại xong đi ngủ. Thì giờ công ty mình đi sang Đài Loan này thì công ty mình giờ nó không có việc ấy, toàn về toàn làm 8 tiếng thôi. Nên thời gian rảnh đi chơi nhiều. Nên mình hay đi dạo thì mình thấy mấy cái đồ như điện thoại cũ này, điện thoại cũ rồi điện thoại hỏng người ta vứt đi ấy, thì mình quay lại video cho các bạn xem thôi. Đấy, những cái gì mà mình thấy là hoang phí ấy, thấy người Đài người ta vứt đi hoang phí thì mình quay video lại cho các bạn xem. Thực chất thì những cái mà đó ở Việt Nam của mình thì vẫn bán được, vẫn bán được ra tiền của bên đây, kiểu là người ta công làm, người ta làm lương của người ta cũng tương đối cao ấy, nên người ta vứt đi. Mấy cái điện thoại mà cũ rồi người ta cũng vứt đi đấy. Thì mình có cái video mà mình quay ở ngoài chợ đồ cũ Đài Loan ấy, điện thoại người ta bỏ từng bao từng bọc một đấy, các bạn có thể vào cái video ấy xem được. Điện thoại người ta vứt rất nhiều, người ta đựng hẳn một cái túi sách thật rất là to đấy, chứ không phải là một ít đâu, nó có rất là nhiều luôn. Thì trời giờ đang xế tối rồi các bạn ơi. Đây các bạn có thể, trời đang xế tối sau lưng mình, đây là ở dưới này là có rất nhiều cua nhá, dưới này rất nhiều cua luôn. Thì hôm nào mình sẽ làm một cái video đi bắt cua ở dưới này cho các bạn xem nhá. Đây, dưới này rất nhiều cua luôn, cua to cua nhỏ, ngoài nào cũng có cua, cũng có ghẹ, cũng có luôn. Đấy, chỗ mình thì không có gì ngoài ngoài biển cá với cua đây. À, giờ dưới dọc cái bờ biển này có rất nhiều chai nhựa nhá, nào mình sẽ ra một cái video đi nhặt chai nhựa để kiếm tiền tại Đài Loan cho các bạn xem nhá. Còn nhiều luôn. Bạn chỉ cần nhặt khoảng tầm 30 phút thôi là sẽ có đầy một bao chai nhựa rồi. À không, 15 phút thôi. Mình không bốc phép chứ 15 phút là sẽ có một cái bao tải chai nhựa rồi. Thì lý do tại sao mà lại thế thì do chắc khả năng là ý thức của người Đài người ta xả thải nhựa hãng còn kém quá. Thôi thì trời cũng tối rồi, xin mình xin kết thúc video tại đây nhá. Bye bye các bạn nhá. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Đây. Đó các bạn. Trời đang tối rồi này. Đây. Phía sau này các bạn. Đó. Đây các bạn có thấy sau lưng Đấy, sau lưng của mình trời đang bắt đầu tối rồi này. Đấy, mặt trời lặn rồi nhá, mặt trời vừa nãy ở góc đấy đấy. Sắp đỏ đỏ nó lặn rồi, giờ nó thành mây màu đỏ ấy. Thôi mình xin chào các bạn nhá. Bye bye các bạn.